Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh tự do hóa thương mại, tác động của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới sẽ tạo sức ép cạnh tranh trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu của nền kinh tế, trong đó có Việt Nam. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, mới đây Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp với Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Cộng hòa Pháp Business France tổ chức hội thảo với chủ đề trao đổi kinh nghiệm nâng cao năng lực xúc tiến xuất khẩu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Hội thảo nằm trong dự án tăng cường năng lực hoạt động của Cục Xúc tiến Thương mại để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu. Theo Cục Xúc tiến Thương mại, một trong số các hoạt động rất mới của dự án là việc các bên đã trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp vừa và nhỏ để tìm hiểu các khó khăn của doanh nghiệp, từ đó có các chương trình và hoạt động rất cụ thể, chi tiết. Cục Xúc tiến Thương mại đã trao đổi với các cơ quan phát triển Cộng hòa Pháp AID cùng với Business France đi sâu vào việc hỗ trợ các doanh nghiệp trong từng lĩnh vực, ngành hàng cụ thể để khai thác hiệu quả hơn dự án này. Mục tiêu của dự án để nhằm là thông qua cái việc nâng cao năng lực cho cái hệ thống xúc tiến thương mại của cơ quan xúc tiến thương mại của Việt Nam để hỗ trợ hiệu quả hơn các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam trong việc là phân tích thông tin, tiếp cận thông tin về thị trường cũng như là sử dụng những cái phương thức hay là phương pháp xúc tiến thương mại hiện đại và hiệu quả vào trong cái hoạt động xúc tiến thương mại. Trong thời gian tới thì là Bộ Công Thương, Cục Xúc tiến Thương mại cũng đã có những cái bước đầu trao đổi với lại cơ quan phát triển Pháp AFD cùng với lại Business France để có những cái bước tiếp theo của dự án này đi sâu vào hỗ trợ các doanh nghiệp trong từng lĩnh vực cụ thể, trong từng ngành hàng cụ thể để có thể là khai thác tốt hơn những cái hiệu quả từ cái dự án này. Theo bà Cecily Dilitri, trưởng phòng hợp tác và truyền thông sáng tạo, ban xúc tiến và truyền thông của Business France, các công cụ hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu rất đa dạng, sự cộng hưởng sức mạnh từ các yếu tố này sẽ tạo nên kết quả rất tốt. Mạng xã hội là một ví dụ. Thông qua mạng xã hội có thể kết nối khách hàng và đối tác. Do vậy, doanh nghiệp nhỏ và vừa muốn tồn tại và phát triển phải thể hiện được thương hiệu trên mạng xã hội, từ đó nâng cao giá trị thương hiệu trên thị trường quốc tế. Hiện nay một số các cái công cụ social media mà trên thế giới rất là phổ biến, ví dụ như là LinkedIn hoặc Twitter hoặc YouTube hoặc Facebook. Bởi vì sao? Bởi vì đây là những cái trang, các cái trang mạng xã hội mà nó có rất là lượng lớn người sử dụng. Cái thứ hai là khi chúng ta sử dụng những cái hashtag thì nó rất là có ích. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mỗi người ta chỉ cần gõ những cái từ khóa đấy thôi thì nó có thể liên kết được đối tới doanh nghiệp cũng như là cái sản phẩm của mình, và từ đó chúng ta có thể kết nối được nhiều khách hàng hơn. Ví dụ như là khi mà một doanh nghiệp muốn tham gia một số các hội chợ thương mại, ví dụ như Sian hoặc Anuga, thì chúng ta chỉ cần ghi một cái hashtag giới thiệu là doanh nghiệp tôi sẽ tham gia một gian hàng này ở tại hội chợ này, thì khi đó bất kỳ một nhà mua hay là một đối tác nào họ đánh cái chữ Sian hay Anuga thì họ sẽ tìm ra được doanh nghiệp đỉnh ở trên cái mạng xã hội đó. Được biết, dự án tăng cường năng lực hoạt động của Cục Xúc tiến Thương mại để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu sẽ tập trung hỗ trợ 5 chủ đề: quản trị trong xúc tiến xuất khẩu, phân tích thị trường, truyền thông và thương hiệu quốc gia, thương mại điện tử và truyền thông xã hội, marketing dịch vụ và xúc tiến xuất khẩu.